mình review cùng các bạn cảnh bắt cá nha, bắt cá đồng. Hôm nay mình cùng anh em bơm hết cái khu vực vườn này để bắt cá đồng. Bây giờ mình mới bắt đầu đặt một cái điện bơm nước. Đây là lần ống bơm đi đó mọi người. Cũng khoảng độ 2-3 giờ nữa nó mới cạn, kéo được bình lên là bắt cá. Nước nhiều quá mình dùng xung điện mình xẹt, không thể nào bơm khô được hết đó. Anh em lấy cái xung điện xẹt cá để vớt cá lên. Đó. Rồi dính một con cá lóc. Đó, thêm con cá lóc nhỏ nữa. Kiếm con cá lóc to coi em trai. Rồi, có rồi. Đó, dính một con cá lóc to. Mưa nước sâu lắm, không thể nào bơm cạn được hết. Sắp chết nhiều quá kìa. Lấy cái gỗ lại vớt lên. Đó, chết. Trắng dưới nước hết. Nước thế gì chứ còn nhiều lắm, còn sâu lắm đó anh em. Cá kìa. Bây giờ được cỡ mấy ký rồi đó, cũng nhiều rồi nè. Có cá chép đó, bự quá. Có con nào lớn không? Có cá chép. Có cá chép lớn quá. Mưa này còn cá nhiều lắm nè. Nhiều phút cá lóc nào lớn không? Nhiều nè mọi người. Đó, có một
mấy con cá chép lớn lớn. Mẹ quay chỗ này ừ, khán giả con không biết tưởng nó hai vợ chồng. Em lên hút hút lên thử coi được nhiêu. Trời cá lóc lớn quá ha. Được mấy xu? Tổng cộng hết hết được vài chục ký không? Nhiều đó mọi người. Xem thử coi tổng thu hoạch hôm nay được bao nhiêu nha. Đó, cái thau này lựa riêng cá lóc, chê rồi cái dụng dụng cái sạp cũng nhiều quá. Một cái chê cái sạp cũng khá khá, đổ đổ thêm nữa đó, đổ thêm ra trời cá bắp bi cơ gô lớn lớn. Cá chép cá chép con cá gô nè. À gô đồng nè. Cá trời cá gô quá lớn. Không quay. Ừ. Cá gô quá lớn luôn. Ờ con ra, con ra. Đi cá lóc. Bỏ mấy cái sạch rằng hơi ổn. Lựa cá ra. Lựa cá loại nào ra loại ấy. Chia cho anh em cá lóc bự ra đó. Cắt đi ăn cơm. Ờ, cá lóc. Nó đại, nó đại. Ờ, con nè. Ừ, cá lớn nhất à. Quá sáng rồi, bỏ vô trong đó luôn. Gần chút thì ai bắt thì bắt. Rồi, con Phi kìa. Con Phi lấy gì làm cô nè. Phi mà. Mẹ cá con còn hả? Mẹ cá con còn. Mẹ. Cái chép gì vậy mẹ? Cho mày á. Ăn nổi không? Nổi. Đây ra lớn vậy? Nhiều quá kìa. Nó bự ra đó. Rồi bắt đầu nướng cá lên. Đó ngon chưa? Đầu mình hưởng thành quả của một ngày vất vả nha anh em. Anh em cùng nhau nướng cá. Dùng lá gai cho vui nha. Cho bớt mệt mỏi. Rồi cá chê trắng nướng thấy ngon quá. Cá chê trắng nướng ngon.
dọn lên.